Thưa quý vị, cộng đồng xã hội đã từng rất phẫn nộ lên án những trường hợp mắc COVID-19 nhưng giấu bệnh, khai báo không trung thực khiến cho dịch bệnh lây lan phức tạp. Các cấp ngành địa phương đã rất vất vả, phải mất nhiều công sức để khoanh vùng, khống chế dịch bệnh. Vậy tại sao vẫn còn rất nhiều người trong hoạt động hàng ngày của mình còn rất chủ quan, thiếu ý thức khiến dịch bệnh có nguy cơ lan rộng trong cộng đồng? Sau đây là ghi nhận của phóng viên Thời sự NTV sau 4 ngày thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Rượu bia, thuốc lá, điện thoại, thậm chí là đồ thờ cúng. Chắc chắn không phải là những mặt hàng thiết yếu được mở cửa buôn bán trong thời điểm này. Vậy nhưng trên nhiều tuyến phố ở thành phố Vinh, nhất là trên đoạn đường Trần Phú, nhiều cửa hàng như thế này vẫn hoạt động, đón khách vào ra. Khoảng 5 giờ chiều ngày hôm qua, phải có đến hàng chục người tụ tập vui chơi, tập thể dục tại khu vực ven sông Lam gần cầu Bến Thủy. Người già có, thanh niên có. Nhiều gia đình còn mang cả con nhỏ ra đây, vô tư ngắm cảnh. Trong đó, có rất nhiều người không mang khẩu trang. Việc giãn cách giữa người với người tối thiểu 2 mét chưa được chú trọng. Bữa sống đấy. Nhưng mà vì là ở đây trong đấy có nhiều người, người ta cũng không đeo khẩu trang. Mình sợ cái lây nhiễm nó thế nào, nhất là các bác hay người già. Bữa sống đấy lấy... Không sao. Bác ấy thế nào? Đấy thì cũng ra đây thì mình rảnh á. Thì đi dạo thì thôi chứ, thì nó về thôi. Không đeo khẩu trang là phải về sớm. Xung quanh khu vực Hồ Điều Hòa thuộc phường Hưng Dũng, xã Hưng Lộc và Hưng Hòa, trong những ngày qua đã có rất nhiều người tụ tập ra đây để vui chơi tập thể dục. Chiều qua, các phường xã đã triển khai lực lượng để ngăn chặn tình trạng này. Tuy vậy, nhiều người vẫn giữ thói quen tụ tập đi bộ, đạp xe tại khu vực này. Hầu hết những người ra đây đều không giữ đúng khoảng cách theo quy định. Thậm chí trong số đó, nhiều người còn xem nhẹ công tác phòng chống dịch COVID-19 khi không đeo khẩu trang. Chỉ khi có lực lượng chức năng tới nhắc nhở, thì họ mới chịu lấy khẩu trang để sẵn trong túi ra, đeo để đối phó. Với cái Hồ Điều Hòa, nếu mà bình thường mình không theo cái quy định đó thì không thể xử lý được. Tức là họ đi đấy thì giãn khoảng cách thì vẫn đủ khoảng cách. Nhưng mình chỉ phải giải thích là vì bác là ở chỗ khác đến hoặc là không có việc gì là bác phải ở nhà thôi. Thì tinh thần như vậy thì là họ lại chấp hành. Chứ còn nếu mình nói là tôi vẫn đủ khoảng cách như thế này thì không có gì mà xử lý. Nếu mà xử lý theo cái tinh thần đó, anh em vẫn chuẩn bị biên bản. Nhưng mà ngay đầu như thế này chúng tôi chưa xử lý mà mới tuyên truyền nhắc nhở. Không thể lấy lý do Nghệ An chưa có trường hợp mắc dịch COVID-19 để vô tư có những hoạt động thiếu ý thức tại nơi công cộng như thế này. Ngay trong chiều qua, các sân bóng đá, tennis trong khuôn viên nhà văn hóa lao động vẫn diễn ra như chưa hề có chỉ thị 16. Rõ ràng, những hành động này phải bị lên án và cần có biện pháp xử lý nghiêm để răn đe, làm gương cho mọi người cùng chấp hành nghiêm chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ. Đây là thời điểm vàng để chúng ta có thể phòng chống sự lây lan của dịch bệnh COVID trong cộng đồng. Chính vì thế, chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đã có những quy định rất chặt chẽ là người dân không ra khỏi nhà khi không có những việc cần thiết, không tụ tập trên quá 2 người nơi công cộng và giữ giãn cách là 2 mét. Nhưng với những cái hoạt động như thế này, mặc dù là thể dục thể thao, nhưng chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch bệnh. Đặc biệt, nó sẽ phủ công rất nhiều với những người đang ngày đêm chiến đấu nơi tuyến đầu để phòng chống dịch bệnh. Số người nhiễm COVID-19 ở Việt Nam đến thời điểm này là quyết tâm nỗ lực rất lớn từ Trung ương đến các địa phương cả nước để kiềm chế dịch bệnh. Dù chúng ta đã sẵn sàng với các tình huống xấu nhất để ứng phó với dịch bệnh COVID, nhưng đó là điều không ai muốn xảy ra, nhất là với điều kiện y tế của một đất nước còn khó khăn như chúng ta, thì hiệu quả sẽ vô cùng lớn.